Năm mới chuẩn bị đến rồi, chúng ta chúc nhau, nhưng vong hồn bé Vân An vẫn còn lẩn vẩn đâu đó. Nó là một oan hồn, nó chưa được siêu thoát, nó đang còn lẩn vẩn ở đâu đó. Biết đâu tối hôm nay, đêm 30 giao thừa, thì ông bà nội sẽ thấy được hình ảnh của bé Vân An đứng trước cái đầu giường, đứng trên cái bàn thờ, hay đứng nơi cái cầu thang. Bé Vân An sẽ về đó và kêu lạnh lắm ông bà ơi, đau lắm ông bà ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tài lại tiếp tục cập nhật thông tin xoay quanh câu chuyện của bé Vân An 8 tuổi nha mọi người. Chiều hôm nay là chiều 29 cũng như là chiều 30, và tất cả mọi người cũng đang chuẩn bị đón giao thừa. Tối nay là giao thừa để chúng ta bước sang một năm mới. Một năm mới tràn đầy những hứa hẹn phía trước. Thì Lực Tàng cũng chúc tất cả các quý khán giả trong và ngoài nước đang xem kênh của Lực Tàng có một mùa xuân mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào bên gia đình và người thân. Đó, thì chúng ta vui nhưng mà cũng không thể quên nhiệm vụ là cập nhật thông tin nóng hot về tình hình các câu chuyện trong xã hội, và đặc biệt là câu chuyện của bé Vân An 8 tuổi đang nhức nhối trong cái vấn nạn về bạo hành trẻ em này nọ. Thì chúng ta cũng thấy rồi, bé Vân An ra đi bởi chính cái bàn tay của thằng cha ruột và con người tình của thằng cha ruột, dưới sự đau khổ của người mẹ ruột và gia đình bên ngoài. Còn gia đình bên nội là một cái gia đình cầm thú. Đến hiện tại bây giờ là cái năm cũ cũng qua, gần qua rồi, cho nên là xin phép tất cả mọi người cho Lực Tàng chửi, chửi cho nó biết được rằng năm cũ hay năm mới gì thì tụi nó cũng sẽ gánh cái hậu quả mà tụi nó đã gây ra nha mọi người. Được chưa? Thì rất là nhiều cái thông tin nói rằng là để đầu năm thì cho tụi nó yên ổn này nọ. Nhưng không, Lực Tàng đã hứa tất cả mọi người rồi, đi vào bất cứ một cái câu chuyện gì, Lực Tàng đã tham gia là Lực Tàng chơi rang ô ra khoai, ra môn luôn, chứ không phải là khoai nữa. Được chưa? Lực Tàng sẽ không để cho những cái người thân cận bên gia đình nhà nội cũng như là gia đình nhà cái con dì ghẻ đó không yên ổn trong năm mới đâu nha mọi người. Nó đã gây ra một cái chuyện tay đinh tay trời, và cả xã hội, cả thế giới người ta cảm thấy bất ngờ và gọi như là không thể nào mà tưởng tượng được cái tội ác vô cùng man rợ của những cái nhóm đó nha mọi người. Thì tính đến ngày hôm nay, chúng ta đi chợ, Lực Tàng đi dọc đường thì Lực Tàng thấy rất là nhiều các cô dì chú bác đang đi sắm Tết, và bên cạnh đó song song có những đứa nhỏ cũng được theo gia đình để đi mua quần áo rồi những cái vật dụng để đón Tết cùng với gia đình. Thì nhìn vào những hình ảnh những đứa trẻ vui đùa hớn hở như vậy, Lực Tàng lại nhớ đến hình ảnh của bé Vân An, và chúng ta cảm thấy rất là xót xa khi những cái lời nói của bé Vân An trước đó là ghi vào cái trang nhật ký là năm nay sẽ về đón Tết cùng với mẹ. Thì tất cả mọi người hãy ví mình vào bản thân của mẹ ruột của bé Vân An, thì có đau hay không ạ? Lực Tàng cảm thấy là rất là đau, rất là xót xa đó mọi người ạ. Không cái nỗi đau nào bằng nỗi đau chia lìa người thân, không có cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau tình mẫu tử bị chia lìa bởi hai thái cực âm dương, mà cái người mà tạo ra cái sự chia lìa này chính lại là cái thằng cha ruột, và là người đầu ấp tay gối với chính chị Hạnh trong cái câu chuyện này nha mọi người. Đó, thì sang năm mới, Lực Tàng cũng rất là mong bên phía gia đình của nhà chị Hạnh sẽ giữ lấy một cái gì đó, cái sự quyết tâm, và hãy đón một cái mùa xuân mới vui vẻ trước đi, rồi hãy quyết tâm để lên án cái sự việc này và đưa cái câu chuyện này lên đến trung ương, lên đến những người cấp cao để họ vào cuộc và xử lý cặp đôi cầm thú này một cách cực nhanh chóng để giải quyết cái câu chuyện này, lấy lại công bằng và giải oan cho bé Vân An nha mọi người. Được chưa? Đó, thì cái hy vọng của chúng ta là cái câu chuyện này nó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng để cho chúng ta đón một mùa xuân mới nó vui. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi nghe thông tin rằng đây là một cái vụ án án điểm, thì là nó là cái vụ án cực kỳ nghiêm trọng, cho nên rằng là nó sẽ được vào cái diện điều tra
cực kỳ chi tiết, thẩm mỹ, tỉ mỉ để gọi như là đưa ra những cái phương án quyết định cuối cùng làm hài hòa lòng dân nha mọi người. Đó là bên phía Bộ Công an, bên phía cơ quan điều tra, người ta tuyên bố với chúng ta là như vậy. Và chắc chắn rằng sẽ nhanh gọn, thì theo những cái nguồn tin đó thì Lực Tàng hy vọng rằng trong tháng 3 hoặc tháng 4 thì sẽ giải quyết cái sự việc này trắng đen rõ ràng, để cho cái sự việc này nó được làm một cái gương mẫu điển hình cho những cái vụ việc khác, không còn những cái trường hợp những đứa nhỏ bị bắt nạt, chèn ép, rồi đến ảnh hưởng cả đến tính mạng như bé Vân An, nhà rồi như bé 3 tuổi ngoài Hà Nội nữa đó mọi người. Đấy, thì chúng ta cảm thấy cái sự việc này càng ngày nó càng để lại cho tất cả mọi người cái nỗi xót xa, đau buồn, tột cùng tột độ, và những kẻ thù ác chưa xử lý và những cái người phụ giúp cho kẻ thù ác đó chính là gia đình nhà nội, nói thẳng ra như vậy đi, rồi gia đình nhà cái con gì ghẻ đó là những người có dấu hiệu đang trợ giúp để cho cái cặp đôi này tiêu diệt đi chính người cháu, người con của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đang lên những cái phương án mưu hèn kế bẩn để cứu những cái con cầm thú gây ra cái tội tày trời tày đình đó. Đúng lý ra nếu như không có pháp luật Việt Nam thì cái cặp đôi này mạng đổi mạng là còn chưa hết cái nỗi bực tức của chúng ta. Tại vì đó là một con người có ăn có học, sinh ra trong một gia đình gia giáo, mà cuối cùng lại có những cái suy nghĩ và cái hành động của một thua một cái loài cầm thú như vậy nữa. Đúng không mọi người? Mọi người thấy không ạ? Tất cả những cái người trong gia đình đó đều là chức cao, địa vị gọi như là rất là lớn mạnh trong xã hội, có tiếng nói. Một bên thì là viện kiểm sát, một bên thì là giáo viên, một bên thì là giám đốc bệnh viện. Toàn là cái người gọi như là đầu tàu gương mẫu cho dân chúng của chúng ta noi theo, và thế hệ tương lai của các bé cũng noi theo. Nhưng cuối cùng rằng là nó bao che, nó đùm nhau, đoàn kết với nhau để nó đi tấn công và nó đi giết chính cái người cháu dòng máu của mình, trong thân thuộc, trong ruột rà, trong gia đình nhà mình, bằng những cái mưu hèn kế bẩn, chứ không phải là ở đây là nó làm một cách gọi như là xuống tay một cách nhanh gọn. Nhưng mọi người, ở đây là mưu hèn kế bẩn trong một thời gian khá dài. Thằng con thì phụ con người tình, tra tấn bằng đòn roi, rồi tra tấn bóc lột sức lao động của bé Vân An 8 tuổi khi đưa ra những cái thời khóa biểu để làm việc trong gia đình đó. Rồi còn cha thì bên phía ông bà nội thì lại che giấu những cái hành vi của chính cái người con trai và cái con người tình máu lạnh của gọi như là cái con dâu tương lai môn đăng hộ đối của mình đó, giấu đi những cái thương tích và giấu đi những cái gì mà xấu xa nhất của tụi nó để hòng cho chính những cái người con và người con dâu tương lai của mình thoát tội, còn tiêu diệt đi cái người cháu ruột mà được cho rằng là người Bắc, người Nam cái gì đó. Thì mọi người thấy không ạ? Trong cái câu chuyện này, ông bà của cha mẹ của thằng Thái phân biệt Bắc Nam, nói chị Hạnh là Bắc này nọ cái gì đó, thì đúng thực sự Lực Tàng cũng là người Bắc. Cảm thấy cái câu nói á, nếu như mà nói trước mặt của anh em Lực Tàng á, thì răng không còn nằm ở trên lời nữa đâu mọi người ạ. Rơi hết nha mọi người. Bây giờ Bắc Nam chung một nhà, không có cái chuyện phân biệt phân bì như vậy. Bắc cũng nhờ Nam, Nam cũng nhờ Bắc. Chúng ta là một khối đại đoàn kết để có đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay, được chưa? Đến hiện tại bây giờ anh em một nhà hết, không? Chúng ta đã là anh em một nhà thì phải nhớ đến câu nói là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đúng không ạ? Ở đây nó phân bì phân biệt như vậy, rồi bắt đầu nó hỗ trợ cho hai con ác thú cầm thú này để nó giết đi chính một mạng người, mà trong đó chính là máu mủ ruột rà của tụi nó. Đến thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta là người ngoài mà chúng ta là phẫn nộ như vậy rồi, thì huống gì gia đình bên ngoài của bé Vân An là những người không được gặp con, không được gặp cháu, và trong suốt quá trình một năm trời nó tra tấn như thời Trung Cổ, thì cảm thấy còn cái gì đau buồn và xót xa hơn nữa hay không? Thì càng đau buồn và còn càng xót xa thì cái tội lỗi bên gia đình nhà nội cũng như là bên cha mẹ của cái con gì ở đó và cặp đôi cầm thú đó là quá lớn. Và chắc chắn một điều rằng chúng ta rất mong mỏi làm sao tụi nó phải trả công bằng lại với là cái sự việc mà tụi nó đã gây ra, được chưa? Đến thời điểm hiện tại bây giờ năm mới chuẩn bị đến rồi, chúng ta chúc nhau, nhưng vong hồn bé Vân An vẫn còn lẩn vẩn đâu đó, nó là một oan hồn, nó chưa được siêu thoát, nó đang còn lẩn vẩn ở đâu đó. Biết đâu tối hôm nay đêm 30 giao thừa thì ông bà nội sẽ thấy được hình ảnh của bé Vân An đứng trước cái đầu giường, đứng trên cái bàn thờ hay đứng nơi cái cầu thang,
Đế Văn An sẽ về đó và kêu lạnh lắm ông bà ơi, đau lắm ông bà ơi, ông bà có thương con hay không, ông bà có còn là con người hay không, ông bà đang làm gì, ông bà trợ giúp cho con máu lạnh giết cháu, ông bà làm gì, ông bà làm gì đó. Lực Tàng rất mong là Văn An sẽ về đó, nhà của mình đó, đó là gọi như là dòng máu ruột ra của mình, thì Văn An linh thiêng, thì Văn An về đứng trước cái bàn thờ mà thờ tổ, thờ tông, thờ ông, thờ bà đó. Văn An cứ đứng đó rồi rên lên từng tiếng một, từng cái nỗi đau của mình trước đó nó đã gây ra cho mình, để cho nó biết được rằng là Văn An đau như thế nào, Văn An oan như thế nào, và Văn An đang gọi như là chưa được siêu thoát như thế nào, để cho ông bà nội biết được cái cảnh mà mình, cái tội lỗi mà mình đã gây ra, được chưa? Đó, Lục Tàng rất mong là như vậy. Trong cái đêm giao thừa là một cái thời khắc cực kỳ trọng đại để đón một cái năm mới, một cái mùa xuân mới vui vẻ bên gia đình và người thân. Nhưng đối với ông bà nội thì Lục Tàng rất mong Văn An dẫn thêm một vài vong hồn nữa, những cái vong hồn mà bị kết oan, những vong hồn này nọ về đó để quấy phá cái gia đình này, không cho cái gia đình này đón một cái năm mới bình an đâu, đúng không mọi người? Và chắc chắn một điều rằng là tụi nó năm mới năm cũ gì, năm nay Tết nhất gì, đi ra đường người ta ném gạch, ném đá cho u đầu, người ta còn chưa ném những cái chất dơ bẩn vào trong nhà, làm quá may cho cái cặp đôi, cho cái gia đình nhà này rồi, đúng không ạ? Còn lại còn nói rằng là hết đứa này thì đẻ đứa khác, hết đứa này thì đẻ đứa khác. Tôi coi chín này á, đánh bỏ cái thằng quý tử của ông bà đi rồi, những cái người thân trong lân cận trong gia đình nhà ông bà chắc chắn là cũng sẽ liên quan đến cái tội vạ của tụi nó gây ra. Tôi coi ông bà sống như thế nào, rồi có đẻ được nữa hay không, hay là cho mất nòi tiệt nòi, cái nòi mà có cái ý định cầm thú ghê rợn như vậy, thì tốt nhất là nên chết đi, đừng sống, để chặt đất, để chặt xã hội, làm phá hoại xã hội, làm tất cả mọi người đều phẫn nộ, kể cả đến Tết mà đang còn phẫn nộ thì chúng tôi không thể nào mà chúng tôi có thể chấp nhận được, được chưa? Và những cái câu chuyện mà trong cái tình tiết về những cái người giúp đỡ, Lực Tàng hứa tất cả mọi người rồi là quyết tâm truy vết cùng các anh đại chị đại, không? Còn vấn đề ở trong tù thì liên hệ luôn với các anh đại chị đại ở trong tù, mọi người bảo làm sao mà liên hệ được, liên hệ được mới là hay. Thời buổi này không có cái gì không làm được hết mọi người ạ, chỉ cần sự đoàn kết các anh chị đại ở trong tù, nếu cần thiết thì cũng có thể liên hệ được. Và chả cần phải liên hệ thì mọi người cứ biết rằng nó đang sống không bằng chết ở trong tù các đôi cầm thú này, đó là cũng là một cái nguồn động lực để chúng ta vui vẻ, để chúng ta ăn Tết đó mọi người. Nhưng cũng không thể nào mà chúng ta quên được và chúng ta vui như những cái năm mà bình yên được, tại vì năm nay có một hình ảnh của một bé 8 tuổi, đó là Văn An, đã qua đời một cách quá oan ức, làm cộng đồng xã hội quá dậy sóng về cái hành vi đê hèn nhục nhã của cái dập đôi cầm thú và cái gia đình đó nha mọi người, được chưa? Thì Lực Tàng cũng rất mong mọi người theo dõi clip của Lực Tàng trong chiều 30, và có thể rằng sáng mùng 1 Lực Tàng cũng đi lên, thì Lực Tàng cũng làm clip để thông não cho cái những cái thành phần đang muốn gọi như là hỗ trợ bảo vệ cho cái cặp đôi cầm thú này, và chỉ ra những cái sai, những cái gọi như là ghê rợn của cái gia đình đó, cũng như là cái cặp đôi cầm thú này nha mọi người. Không tha đâu mọi người ạ. Chưa có cái vụ án nào, chưa có cái sự việc nào mà Lực Tàng làm thông tết, chưa có cái vụ án nào, chưa có cái sự việc nào mà Lực Tàng cảm thấy phẫn nộ đến mức độ như vậy nha cả nhà. Đấy chưa? Thì rất mong mọi người nhấn like, ủng hộ và bằng cách nhấn vào nút đăng ký, chia sẻ clip giúp Lực Tàng, để Lực Tàng có động lực mạnh hơn, không ngừng nói nha mọi người. Khan tiếng cũng nói, mệt cũng nói, không? Nằm bệnh viện thở có oxy cũng phải ú ớ vài câu về cái cặp đôi cầm thú này, được chưa? Rất mong mọi người ủng hộ ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.